Hey Du, chào anh em. Đây bên này đi nói chung xa lược về Nahida nha. Từ để mình chỉnh chỉnh là đây đây. Xa lược chút xíu về Nahida. Đi pho nguyên liệu. Đây. Hai cặp hai báu mà. Bữa nay đi nhặt nguyên liệu nha. Ở đây trước đây. Đây, ở đây có ba bông nha. Tổng cộng là có 66 bông hết. Đó mọi người dịch chuyển lên vô đó là chạy tới đây nha. Nè. Nếu mà có Nahida rồi thì lượm dễ thôi. Cứ vài thôi nha. Này. Mở sao cái đây? Không dính. Hai cái thằng này nhảy xuống lượm đi. Rồi. Ủa như bóng bông á. Bóng bông rồi đó. Hồi nãy nhặt được không em? Hồi nãy lượm được không ta? Bốn bông hay ba bông ta? Được. Như bốn bông rồi sao? Không lẽ 67 bông? Kỳ vậy. Thôi kệ. Chạy tiếp. Đó. Cái địa điểm thứ hai là tới đây. Ổ cảnh. Gì đây? Nahida là phát âm tiếng Trung là Nasita nha. Đó, mọi người bay tới đây. Có Nahida lượm dễ rồi. Lượm nha, nhiều khi ba cái sang ở trên co đó, đó là mình dùng cái chiêu mình ấy. Ủa cái gì nó sáng sáng vậy ta? Sáng phía trước. Rồi để coi ở đây. Ủa ở đây là chỗ nào? Đây. Có điểm máy bồng. Đây là mình lượm máy bồng à. 6 bông hết là nè, cái này là đúng nè. Có Nahida mình lượm bay. Mấy bọn biết cái túi lưu ly không? Đó mấy cái túi lưu ly nó cũng mặc ở trên mấy cái vách đá đó. Mình là cầm con Nahida lượm dễ nè. Với lại mấy cái bông sen mà nó mặc với hồ nước rồi đó, mình lượm cũng dễ, khóa cần ba ra. Lượm tố, lượm đồ, khóa càng trả tới cây, mình lượm mất công. Đó là thứ hai đúng không? Đây, địa điểm thứ ba là đây. Ở đây có ba cái sàn. Bữa giờ tính quay rồi, mà kiểu như mình lượm... mình lượm giữa chừng có cái chưa hồi, có cái nó hồi rồi á, cho nên thôi mình đợi cho nó ấy, mình đợi cho nó hồi hết rồi quay cái video nè. Đây ba cái là sao mày? Cái thứ tư là trên đây nha, thứ tư là đây nha, dịch chuyển tới đây. Có Nahida lỡ mê đi phô nhọn lắm.
phô mấy gì cũng dễ, khoảng chạy tới mất công. Rồi đây được hai bông rồi, hai bông, một bông, hai bông đúng không, năm bông luôn hả? Hai bông rồi đó, ở đâu nè, hai bông ở đây có năm, à trên ga đây là thấy là thấy là từ từ để mình nhạc mà cái này dù trên đó có thời gian là chắc đa lượng không tới rồi, không tới không tới không tới, rồi để mình nhảy lên nữa cái đó kêu được hai bông quá. Cái chiêu hai của cái chiêu kỹ năng nguyên tố của Nahida là mình nói chung cái nào mà đông đông, cái nào mà nhiều mình tới mình quét luôn, quét thằng lượm từng ghế mất công, sao lượm được hai ghế ta, đây là có năm ghế lần mà sẽ nó kêu ba ghế thôi. Ủa là cuối cùng không? À, chắc sâu quá, sót sâu kìa. Nam bông, cái nã lượng không để ý á. Ở đây có nam bông nè. À, nam bông. Chắc nã lượng không để ý thôi rồi. Ở đây có nam bông nè. Tiếp theo là lên tới thằng này mà mọi người nhớ để ấy mấy cái hình mình lưu nha. Di chuyển theo theo đó là được. Trong hoa à. À, trong cái hoa nó có một cái bông sen nè. Ở đây là phải đi hơi rườm rà à đó. Hơi rườm rà rồi. Từ từ. À, từ từ chạy trong cái hoa nó cứ đi. Ở trong cái hòn chạy cực khổ mà được một cái bông vẽ đoạn thì chứ. Nó ở trên cái cây nha. Nè. Thằng nhấp nháy không? Bầm chiếu. Rồi. Một bông đó. Còn ở đây con ở đây nam bông nha, mua tệ cái thằng Aramani á, không biết mấy ngày là mua sao nó hầu gì nữa không biết, mấy bạn nhớ chuyển vô cái ổ cảnh nha. Từ từ để mình hướng dẫn luôn, ví dụ lần đầu mấy bạn ở đang ở Thất Thiên Thần Tự đúng không, nhưng mà nó sẽ không có cái mấy cái thằng này đó, nó không có những cái con Aramara gì nè, mấy bạn chịu khó chạy tới đây đó, xong mấy bạn đợi mấy bạn đòn nè, chuyển cái đòn chuyển sang cái đòn nha, đòn cái nó là nó vô mộng cảnh đó, nó vô mộng cảnh là nó sẽ xuất hiện ra mấy cái con đó.
rồi xong chạy theo qua về thất tiền thần tượng, xong qua chạy ra cái hướng này nha. Ủa, ủa phải tính ra nãy đang ở gần luôn á. Thôi kệ 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 kệ, leo lên trước cái đã. Bữa mình tính đầy đủ là 66 cái, 66 bông. Ramani ở dưới đây đây nè. Kích vô mua 5 cái nha. Thằng đây là nó bón cái nấm ấy luôn nè. Nhưng mà cái nấm thì dư quá rồi nên không mua nó. Ở đây mua được 5 bông nha. Ok nha. Hình như cái đa một tuần là máu sao á. Một tuần á, nó không biết mấy nhà nữa. Mình cũng không mua, mình dư quá rồi. Này nó đang để thời gian lượm máu nè. Còn một ngày một giờ vậy nè. Tiếp theo là cái ta nè. Ở đây có hơi bông. Mấy bọn dịch chuyển tới cái đây nha. Chứ cái chỗ này là phía trang cái hòn rồi. Ở trên cái đỉnh đó nè. Đó. Mấy bọn dịch chuyển lên cái đỉnh đó. Ủa. Từ rồi. Nãy giờ chưa chỉnh cái mà cái chế độ bingo. Rồi. Hàng chi chạy nó giật. Chưa chỉnh chế độ bingo. Để từ đợi mình tí. Rồi xong. Mấy bọn chạy theo cái con đường có cái lối con đường á. Rồi xong phim em rồi chết ngủm của tôi. Quay sầm mà. Cái tầm của này thì đa cũng xa cũng nè, tầm cái này mà tới cái đó là tới bình thường. Đó, ví dụ ở đây không biết tới không ta, tới nè. Xe nào ha, tay không chắc ở dưới quá. Đây. Ha kìa. Kia rồi. Rồi, nó dính cái con kia rồi. Ha kìa. Nè, ví dụ ai đây nha, họ cần kích. Không cần phải đứng trước đó luôn. Nó có cái tầm quét ngon á. Từ kích. Đó. Không, cái đó là mình kích dữ rồi. Kích cái thả liền á. Nè nó quét. Thấy nó quét trước mạng nhưng mà thực chất là nó quét cái hình tròn. Không cần phải kích từng kế nhạt. Rồi đi hồi máu cho con ấy. Hai kế nữa không? Lên tới đâu ra? Khu biên chế sao rồi đúng không? Đây chưa nhạc, đây có 3 kế nè.
Hà kế. Nam kế nó đâu? Ở dưới vậy đây. Hai kế đúng không? Này là hai cái nữa là bóng. Bóng kế. Con này. Bóng 5 6 7. Ok, đủ 7 cái á. Cái này nó chưa nhạt đúng không? Chưa nhạt cái này thôi. Chưa. À, lửa. Cái này nhạt rồi. Tiếp theo đi trang đi, dịch chuyển tới đây nha. Cái chỗ này thì đây, nó ở trên cô nên chạy bộ trong hơi hơi mất thời gian xíu. Chạy bộ theo cái đường luôn nè, cứ băng qua đã mất thời gian. Chạy bộ cho đứng ở dưới mà dòng con Nahida nó kéo không lên đâu. Nasita. Bấm. Hay đơn giản lượng tiền không? Cái băng mà nó cạnh cái hoa ngọt nha. Có cái hoa ngọt nè, ví dụ như đang đứng trước rồi đúng không, kích như kia đó là nó cũng lẹo luôn, nó có hình tròn á, nó phát bằng kính hình tròn. Một kế á, cái bông hoa cực khổ gớm. Một kế nhiêu? Anh này có hơi, ở đây có hơi à. Ở đây có hơi kế đúng không? Dịch chuyển tới đây. Chuyển sang chạy chạy ra cái hướng ngoài đó nha. Cái trụ dịch chuyển này là ở trong hòn á, chạy ra cái hướng ngoài đây là nó dẫn ra. Nó dẫn ra phía tây cùng rồi bắt đầu chạy xuống lại, bắt đầu chạy lượm lượm mấy cái tây cùng trước đó. Nó dẫn ra ngoài đây nhưng mà từ từ nó lượm cái ở kia đó nha. Đừng có trên đài trước, theo thứ tự trước đi. Nó còn nó ví hoài. Cô ba xử ở đây. Đâu ta? Đâu rồi? Anh này đúng không? Từ từ cái hướng à, đây mấy cái bông ở trên vách núi này nó thường có mấy cái mà hầu thi lực nó ở xung quanh đó, đó. Hai kế đúng không? Đây có hai kế rồi. Tiếp theo hai kế ở đây nữa. Sáng lên trên kia. Hả?
bấm chiếu. Hello. Mày. Ok. Rồi. Tiếp theo hai cái nữa. Bấm. Kết quả Hara là để chế màu câu cá. Tiếng kia hơi kia không biết vái tái không ta. Có sáng mà nó sâu. Có sáng mà. Ồ, trật. Trật rồi. Tới không? Bầm. Ok. À, từ để coi. Thứ tự đừng nên bỏ sót. Rồi đúng không? Đây, cạnh cái đây. Thắt tiên thần tượng chú có cái lần ngay chỗ đây nha. Mấy kế ta? 7 rồi tốn mấy kế à. Đây để từ coi lại. Ủa 6 kế. 6 kế. Nhớ nhớ là nó cạnh cái hồ nước. Đây đây đây. 6 kế. 2 kế nè. 4 kế nè. Kia nữa. 6 kế. Tiếp theo là ở đây đi. Cái rừng ở bơm để từ từ. Rừng ở bơm từ từ lượn. Đèn nó cũng lượn thấy mà đâu sót đâu mà. Này mấy cái tóm cá luôn nè. Bấm tóm kế đúng không? Hai kế. Ba kế rồi đó. Ở đâu đây đó? Mình không có lưu, mình lưu kia nhưng mình lưu cái khâu cái mình chết. Mình không kích cái... Mình không kích chi tiết từng... Mình không kích chi tiết chỗ nào. Không lẽ ở đây ta? À, đây, mình nhớ rồi mà. Nãy 3 kế rồi đúng không? 3 kế nữa là 6 kế nè. Sao kế. Biết nó chè. Vẫn còn 2 kế nữa. Ở đâu à. Có là nó sáng lại nhấp nháy rồi. Hay kế nữa ở đâu? Ủa? Mấy cái kia nhấp nháy rồi. Kia kìa. 6 kế rồi đúng không? Biết đúng không? Từ. Này cái chỗ nãy là đúng luôn rồi đó. Chỉ như nó xa quá, lượn không tái nữa. Phải tự leo lên.
Là 6 kéo dạ, 2 cái này là tốn luôn. Rồi xong. Cái đó là tốn. Ok. Này tốn bông xong rồi đúng không? Xong rồi tới thằng này ở cái khu đã được 6 bông. 6 bông nữa rồi xong bắt đầu sang rồi tí nữa mới tới cái rừng A-bom nha. Ở đây hay A-bom này. Kìa kìa. Hay A-bom. Có nơi hydro là vài một kế là sao này khóa kích từng kế gì mất công bên này được bóng kế đúng không thì trai nữa kế nữa đâu ta kế nữa nè. Trời để qua lại cái hư. À đây hai kế ở chỗ kia bóng kế nè. Nhầm sorry mọi người. Hẹn chay không thấy. Ủa đâu ta? Đâu à? Hạt kế rồi. Kỳ cục giấy. Ủa sao kỳ ta? À đây có bóng kế. Mà sao mình nhạc hai kế rồi? Mà sao hai kế nữa đúng mắt? Không hiểu luôn. Chả hiểu nổi luôn. Kỳ cậu gái. Bóng kế à. Từ từ mọi người đợi mình xíu. Vẫn là ở đây. Bây giờ hơi cái này nhạc rồi không chạy tới đây nó nhấp nháy vậy này nè thấy hai cái không rồi ok đủ xem tới cái thằng album ngay chỗ đây được 7 kế này chỗ đây lượm rồi nó ở đây ngay dưới nó hơi phức tạp xí nó trong 7 kế rồi tới cái thằng album đây ngay chỗ đây nha lẹ rồi theo bạn kế bằng chiếu là hạt kế đúng không? Ê, rồi sao phim? Mất thời gian vậy? Thôi chịu khó trả lẽ. Bắn. Hai kế nè
Bà kế hay phải không? Nam kế rồi đúng không? Từ từ để coi một cái. Thời kế nữa là ở đâu nè? Ở đây có bả kế hay không? Ở đâu nè? Bảy kế hay không thấy ở đâu nữa? Bảy kế mà. Ôi dù, hiểu. Bãi kế mà đã. Kỳ cục vậy. Đúng bả cá mà. Trời. Thôi rồi tôi xem lại cái video tôi mới biết là cái lúc đầu mà nhảy cái chỗ bị rớt là tôi lượm đã hai cái rồi và tổng cộng là đủ 3 cái. Nó giờ là lú thiệt kìa. Nó là mất thời gian nè. À đủ rồi không à. Nè tổng cái là lượm, nói chung là lượm hết rồi nè. Rồi, ok. Phần sau chắc mình làm cái video câu cá. Rồi, ok. Sao mà từ từ. Sao lượm một xí đi. Vì con này nó lượm mà tầm xa đó. Ví dụ như ba cái tướng lưu lây rồi. Ba cái quả táo, quả dừa. À rồi ví dụ nó ở xa mà lượm dễ. Cúp cánh quạt nè. Cúp cánh quạt với ba cái bình mình start 5R mà nó khỏi cần leo lên lượm. Đỡ mất công hơn. Ví dụ dịch chuyển tới đây nè, cái này như có qua đó bữa mình lượm hết rồi. Lượm hết chứ không để mình lượm. Mình nhạc, bữa mình nhạc hết rồi. Nà hay không hay để lượm. Rồi xong. Nè ở đây mấy cái đây nó có mấy cái wakali nè. Kích vô là nó lượm tới hết á. Tầm tiếu lưu ly. Rồi xong nha. Xong phim nha. À còn cái chiêu này ví dụ kích mấy cái con mà kích vô mấy cái NPC là nó trong e. Nó trong người nào mà nhà phát hành nó để cho nó nói chuyện mà có cái tiếng làm á. Đó thì nó kích ấy chiêu nó kích vô người đó là nó nói ra cái chuyện như ngôn ngữ rằng đây là cái là như lồn sang nhiệm vụ nó mở không ta. Bữa con đi ấy. Nói chung mình lượm nhiệm vụ truyền thuyết á. Tiểu thiên sở. Bầm đó, lượm dễ nè. Quả dưới đất hình như cũng lượm được á. Quả đó không lượm được. Đôi lúc có mấy cái quả dưới đất lượm được á. Nè chắc nó bị khuất cái con rồi nè. Lượm không được. Rồi xong. Kết thúc video. Bye bye anh em.